Vết thương ai đã gây ra? Có những vết thương bên trong mà ta biết chắc chắn do chính người đó đã gây ra. Đó có thể là hành động vu khống, bôi nhọ, áp bức, bạo hành, bỏ rơi, phản bội. Tức là người đó đã mang đến cho ta một cảm xúc cực kỳ xấu, vượt quá xa ngưỡng cân bằng cảm xúc cho phép. Ta đã tổn thương và kết luận rằng chính người đó là thủ phạm. Tại thời điểm đó, ta chỉ muốn làm một điều duy nhất, đó là trừng phạt. Chỉ có như vậy, ta mới bớt đau, mới hả dạ. Nhưng trận bão cảm xúc đã bùng nổ đến mức kinh hoàng ấy, nào phải chỉ đến từ bên ngoài? Nhìn kỹ lại xem, có phải tại thời điểm đó ta cũng suy cạn năng lượng, bất ổn, yếu ớt, nhạy cảm, nên đã không chịu đựng nổi cảm xúc quá sức tiêu cực mà người kia đưa tới? Tức là ở một thời điểm khác, có thể đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra, hoặc có thể không xảy ra đến mức tồi tệ như vậy. Nên ta cũng có phần trách nhiệm với sự tổn thương của mình. Mà thật ra, ta mới chính là chủ nhân của vết thương. Ta đã cho phép chuyện này xảy ra. Ta đã để cho tâm hồn mình thiếu sức sống, thiếu quân bình, thiếu mạnh mẽ. Ta đã lao ra bên ngoài để nắm bắt những mục tiêu hấp dẫn mà bỏ bê khu vườn nội tâm của mình. Ta đã không cắm rễ vào lòng thực tại, không ngừng luyến tiếc quá khứ và mơ tưởng tương lai. Ta đã sống qua những tháng ngày đầy căng thẳng, mệt mỏi và phiền muộn. Ta đã để cho cái tôi liên tục trỗi dậy, phình to, nên lúc nào cũng muốn kiểm soát, muốn mọi việc xảy ra theo ý mình, muốn ai cũng phải tôn trọng và yêu thương mình. Ta đã tạo sinh gần như đầy đủ những điều kiện để một trận bão hình thành. Chỉ cần thêm một tác nhân đủ phù hợp là nó lập tức xảy ra. Vậy thì trách ai đây? Trừng phạt ai đây? Dĩ nhiên, để có thể nhìn ra được vấn đề như thế này thật không hề dễ dàng. Bản năng tự vệ luôn khiến ta tin chắc rằng hoàn cảnh hay đối tượng mới chính là thủ phạm. Đó là chưa kể phản ứng của những người thân xung quanh cũng góp phần nuôi dưỡng cho cái thấy sai lầm này. Vì không mấy ai trên đời khi bị người khác gây tổn hại đến mức sụp đổ tinh thần mà lại tự nhận lỗi lầm ấy chủ yếu là do mình. Thái độ ấy có thể bị xem là bất thường. Phải có sự định tĩnh trở về. Phải có cơ duyên đặc biệt nào đó khiến ta sớm thoát khỏi sự khống chế của cơn khổ đau, phiền não, để tâm ý được sáng suốt, dù chỉ trong vài phút giây, thì ta mới có thể nhìn ra được phần nào của sự thật. Khi trong ta bắt đầu có cuộc xung đột giữa bản năng và lý trí, giữa ý niệm muốn trừng phạt hay bỏ qua và tha thứ, giữa muốn làm cho bên kia bị tổn thương như mình đã từng bị họ làm tổn thương, hay quay về tập trung chữa lành vết thương, lúc đó là ta đã lắng dịu và tỉnh ra. Ta đã bắt đầu rời xa phần con để tiếp nhận lại phần người. Ta đã lắng nghe được nhu cầu lớn lao bên trong chính mình, đó là sự bình yên. Ta đã lờ mờ nhận ra bản chất của vấn đề. Vết thương này đến từ bên ngoài hay bên trong? Đây đích thực là một bước đi tới trong tiến trình trị liệu và hóa giải oán thù mà ta nên ghi nhận, vui mừng. Thái độ đúng đắn này sẽ giúp ta có thêm sức mạnh để bước ra khỏi vết thương mà nhìn thấy được nhiều điều chính xác hơn. Muốn trừng phạt hay chữa lành? Nếu ta quyết định trừng phạt kẻ mà ta cho là đã làm tổn thương mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ta có lường hết mọi hậu quả từ hành động trừng phạt của ta chưa? Trước tiên, trừng phạt là hành động của tâm sân hận, của năng lượng độc hại. Khi ta đưa năng lượng độc hại ấy ra ngoài qua lời nói hay hành động, thì tự nó sẽ liên kết với nguồn năng lượng độc hại vĩ đại vốn có sẵn khắp nơi trong trời đất này.
để hình thành hiệu ứng và quay trở về ta. Bất kể người kia đã làm gì ta, hậu quả của họ như thế nào, đã ảnh hưởng đến ta ra sao. Nhưng khi ta chính thức trừng phạt, tạo ra một hành động tiêu cực gây tổn hại họ, thì đó vẫn là hành động gieo nhân xấu. Nhân nào thì quả đó. Ta có sẵn sàng đón nhận hay không? Kế tiếp, thời gian nuôi dưỡng tâm hiểm hận bao lâu là thời gian ta phải sống chung với phiền não, với năng lượng độc hại bấy lâu. Hàng loạt hạt giống lành sẽ bị hủy diệt, hàng loạt tính cách cao đẹp sẽ bị bào mòn. Càng nghĩ đến chuyện trừng phạt, càng làm cho hạt giống sân hận lớn lên thêm. Mai kia, dù ta có trừng phạt được người đó, có làm cho họ đau khổ và tan nát như ta đã từng, thì tâm hồn ta cũng đã hư hao, nhiễm độc. Làm gì có chuyện một người đã thật sự có thể chữa lành vết thương, thật sự sống hạnh phúc vì đã trừng phạt được kẻ thù. Làm gì có chuyện ta có thể mang lại hạnh phúc cho ai đó, mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc đời, khi ta luôn chịu chi phối không ngừng của những suy nghĩ và cảm xúc độc hại từ hận thù. Hơn nữa, khi ta trừng phạt kẻ mà ta cho là đã làm tổn thương mình, thì kẻ ấy có chịu khoanh tay đón nhận đâu. Dù đó là người thân quen, mà nếu họ đang trong tình trạng suy yếu hay mất kiểm soát, thì họ cũng sẽ đáp trả. Đó là chưa kể, nhiều khi họ chưa bao giờ cho rằng vết thương của ta là do chính họ gây ra, hoặc họ nghĩ mức ảnh hưởng của nó không như ta nghĩ, thì hành động trừng phạt của ta sẽ được xem là hành động cố ý tấn công. Từ kẻ bị tổn thương, ta bỗng trở thành kẻ gây tổn thương. Từ vị trí người đáng được xót thương, ta bỗng rơi vào vị trí kẻ đáng bị chê trách. Xưa nay, không có oán thù nào có thể rửa bằng oán thù cả, mà nó chỉ làm cho oán thù thêm chồng chất. Đức Phật cũng đã từng dạy, dùng cách trừng phạt thì hận thù sẽ không thể nào nguôi. Chỉ có buông bỏ ý muốn trừng phạt thì hận thù mới tự nguôi. Thế nên, một trong hai bên phải chấp nhận hy sinh, bước ra khỏi cuộc leo thang chiến tranh, chấp nhận buông xả và tha thứ, thì oán thù và đau khổ mới hy vọng kết thúc. Nhưng, điều ta thật sự muốn là gì? Ta muốn người kia phải bị tổn thương và ta vẫn tiếp tục khổ sở vì vết thương của mình, hay ta muốn được chữa lành, được bình yên để vui sống? Ngành tâm lý trị liệu có đưa ra giải pháp dùng kẻ gây tổn thương để chữa lành. Tức là, muốn chữa lành tận gốc, ta phải truy ra được nguyên nhân chính tạo ra vết thương để hóa giải. Thí dụ, cha mẹ đã từng lỡ làm tổn thương con cái, khiến đứa con ấy oán giận và xa lánh cha mẹ. Do đó, phải tìm mọi cách để giúp đứa con được quay về, tiếp xúc với cha mẹ. Dĩ nhiên, đứa con phải được chữa lành phần nào và phải có thái độ muốn nhìn lại vấn đề. Trong lúc đang không bị vết thương khống chế, đứa con có thể mở lòng ra, ghi nhận những cái hay, cái đẹp và đặc biệt là tình cảm chân thành của cha mẹ. Nếu diễn biến tốt đẹp này được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành nguồn dữ liệu hết sức cần thiết giúp cho não bộ điều chỉnh lại nhận thức sai lệch về cha mẹ. Nút thắt này được tháo gỡ thì vết thương sẽ tự lành. Đi vào bên trong nỗi đau để tìm ra sự thật là một phần vô cùng quan trọng của tiến trình trị liệu tâm lý. Chỉ khi nào ta nhìn thấy được nguyên nhân chính tạo nên vết thương là từ chính ta, và kẻ góp phần gây tổn thương chỉ đóng vai trò tác nhân, thì ta mới thôi oán hờn và chấp nhận tha thứ. Từ khi ta bắt đầu xây dựng ý niệm tha thứ, đến khi ta buông ra lời nói hay hành động tha thứ, và sau cùng là thường trực sống với trái tim đã thật sự tha thứ, là ta đã chính thức tự bào chế thuốc cho mình. Vì khi tha thứ, không còn oán hờn, tâm ta mới có cơ hội để nhẹ nhàng, thảnh thơi, bình yên và yêu thương. Đây chính là những nội tiết tố của tâm hồn, là linh dược có thể chữa lành mọi vết thương bên trong, dù sâu nặng nhất. Đi qua giông bão,
ít nhiều cũng bị thương tổn. Nhưng nếu có thể quay về chữa lành và thiết lập lại sự bình yên trong tâm hồn, thì ta sẽ nhận ra nhiều giá trị không ngờ. Dường như có một con người khác, rộng lớn hơn, rạng ngời hơn, vững chãi hơn, từ trong ta bước ra. Con người này vừa lạ, cũng vừa quen, có vẻ như đã từng ở trong ta từ kiếp nào mà cuộc nổi trôi của dòng đời đã khiến ta chỉ đôi lần bắt gặp. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ. Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người, chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Ngồi trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có những ai xa đời quay về lại, về lại nơi cuối trời là chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Chân ai rất